đài SNR-125-2TM Việt Nam tóm gọn tên lửa hành trình. Dù được sản xuất từ thời Liên Xô, nhưng SNR-125-2TM vẫn sở hữu khả năng giám sát cực mạnh sau khi được Việt Nam nâng cấp. Được thiết kế theo công nghệ từ năm 1960, hệ thống S-125 đã có phần lạc hậu so với chiến tranh hiện đại. Nhằm tăng cường sức mạnh của hệ thống, đảm bảo cho công tác bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam đã thực hiện chương trình nâng cấp hệ thống S-125 lên chuẩn S-125-2TM. Hệ thống S-125-2TM được thiết kế để chống lại các cuộc tập kích đường không bằng vũ khí công nghệ cao trong môi trường gây nhiễu điện tử mạnh. Hệ thống cho phép mục tiêu tiêu diệt các mục tiêu ở độ cao thấp, các mục tiêu có diện tích phản xạ sóng radar, RCS nhỏ. Chương trình nâng cấp tập trung chủ yếu vào cải tiến hệ thống radar điều khiển hỏa lực SNR-125. Theo đó, đài điều khiển SNR-125-2TM có phạm vi bắt mục tiêu diện tích phản xạ sóng radar RCS 0,02m², cự ly 100km, trước nâng cấp chỉ là 80km. Thời gian để khóa một mục tiêu nguy hiểm trong nhóm mục tiêu phát hiện được chỉ mất 3 giây. Đặc biệt, radar có khả năng theo dõi đồng thời hai mục tiêu cùng lúc, dẫn đường tiêu diệt cả hai mục tiêu bằng hai tên lửa hoặc một mục tiêu bằng hai tên lửa. Ngoài ra, đài SNR-125-2TM được bổ sung thêm tổ hợp ngắm quang điện tử, cho phép phát hiện mục tiêu cỡ máy bay tiêm kích ở cự ly 40km. Về hỏa lực hệ thống, S-125-2TM trang bị 4 bệ phóng cố định 5P-73-2TM, lắp 4 đạn tên lửa 5V-27. Đạn 5V-27 nâng cấp cho phép diệt mục tiêu ở tầm bắn xa đến 35km, tầm cao đạt 25km, chưa nâng cấp là 18km, đánh chặn mục tiêu di chuyển tốc độ 900m/giây. Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung S-125 Pecora được đánh giá là rất hiệu quả trong mục tiêu tầm ngắn, bay thấp như tên lửa hành trình, đối phó tốt mục tiêu có tính cơ động cao. Đặc biệt, nó có khả năng kháng nhiễu điện tử mạnh hơn so với hệ thống S-75 Divina tiền nhiệm. S-125 Pecora có thể bắn hạ mục tiêu ở cự ly tối đa 35km, độ cao 18km. Những hệ thống S-125 đầu tiên chuyển giao cho Việt Nam những tháng cuối năm 1972, trong bối cảnh không quân Mỹ dùng B-52 đánh phá dữ dội các thành phố lớn ở miền Bắc. Rất tiếc S-125 đã không thể triển khai kịp để cùng sát cánh với S-75 đánh B-52 trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm cuối năm 1972. Ngày nay, phiên bản nâng cấp của S-125 vẫn tiếp tục sát cánh cùng với S-75 và hệ thống phòng không tầm xa tối tân S-300 tạo nên lưới lửa phòng không hiệu quả, tiêu diệt bất cứ một mục tiêu nào xâm nhập bầu trời Tổ quốc. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.